Rinh ngay về một siêu phẩm với dòng Vario sơn 3D mà chỉ cần trả trước duy nhất là 4 triệu đồng thôi. Bao duyệt hồ sơ từ 15 đến 30 phút. Ngoài ra khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước thì em Luyến sẽ nhận ngay 2 triệu đồng qua xe đi lại. Kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng ha. Còn chần chừ gì, liên hệ liền ngay cho em Luyến có số hotline 0346 552 628. Luyến có thể để Zalo, số tại Zalo dưới màn hình nha. Cả nhà đã có nhu cầu muốn mua thì liên hệ liền ngay cho Luyến nhé. Thì Luyến nghĩ sắp tới các dịp lễ 30 tháng 4 1 năm này rồi thì cái phương tiện đi lại nhu cầu mà mua xe về cho lễ Tết rất là cao luôn. Nên cả nhà mình đã có nhu cầu muốn mua thì đặt lịch trước cho Luyến nha. Đặt lịch từ giờ 30 tháng 4 để mua xe thì còn được hỗ trợ rất là nhiều phần chương trình quà tặng ưu đãi cho cả nhà mình luôn. Đầu tiên là về dòng Vario 125. Em xe phiên bản màu sơn 3D có màu xám xi măng này. Nha, em mặc xám đen nha. Kế tiếp là một vài màu như là màu xanh đen này, màu tím xám đen, màu đỏ này, màu xanh ngọc bích này, rồi vàng đen. Đó, rất là nhiều màu nha, trắng xanh rồi trắng trắng đỏ. Có sơ theo cầu khách hàng nữa nhé, nó sẽ lướt lướt sơ qua màu cho cả nhà mình thôi. Anh chị em mình thấy mẫu nào ưng thì có thể nhắn tin riêng cho Luyến để Luyến chụp kỹ hơn cho cả nhà mình, hoặc là có màu nào yêu thích có thể muốn sơn theo yêu cầu của mình thì Luyến vẫn có hỗ trợ sơn theo cầu khách hàng ha. Với mức giá hiện tại đối với một em xe Vario 125 đang hỗ trợ cho cả nhà mình chỉ có 37 triệu 900 đến 40 triệu 900 từ phiên bản nhé. Trả trước chỉ cần duy nhất là 4 triệu đồng mà sở hữu xe, liên hệ đặt lịch trước Luyến có giảm ngay 2 triệu đồng xe lại nha. Đối với dòng xe Vario 125 này thì hiện tại đang hỗ trợ, ví dụ anh chị em mình có người thân bạn bè muốn mua giới thiệu đến cửa hàng, Luyến có gửi ngay hoa hồng từ 1 đến 1 triệu rưỡi tiền hoa hồng cho người giới thiệu mua nhé. Rất là nhiều mẫu xe đẹp cho cả nhà mình cùng lựa chọn luôn. Ngoài ra thì đối với mẫu xe Vario 125 thì có Vario 160, bên Luyến có về phiên bản chính hãng đủ màu nha. Có màu đỏ này, màu xanh, màu đen bóng này, màu xám xi măng, rất là nhiều màu luôn, có sơn độ theo cầu nha. Mức giá hiện tại đang hỗ trợ chỉ từ 42 triệu 900 đến 46 triệu 900 tùy phiên bản. Trả trước cũng chỉ cần 5 triệu đồng mà sở hữu xe, liên hệ đặt lịch trước cũng giảm ngay 2 triệu đồng xe lại nha. Cả nhà mình quan tâm cũng như đang có nhu cầu thì cứ đặt lịch cũng như liên hệ qua số hotline dưới màn hình cho cô Luyến để biết thêm chi tiết nhé. Cảm ơn mọi người.